rượu. Rồi không yêu chú này nhìn nhiệt tình về món này rồi. Nhiệt tình. Có không? Có mỗi chú quyền thôi. Bác Việt có nhu cầu không? Thôi anh còn như còn vừa anh tận hai cứ xin phép cả nhà vừa mình cũng tận hai bát sợ. Mình là không ăn rau dân cư như Lê Quyền. Lê Quyền nói dối là ăn dấu răm. Nửa anh ấy mình. Nói là anh lừa mình. Nửa mình. Thế mình là ăn bằng măng ướt. Thế mời ở nhà nha. Không nhận tôi. Nhưng tao gần bác Việt nó cái chồng ở trên cản nó ná nó sâu và ăn. Nói cái gì nói cái canh là báo cáo chú cầu để cái đấy đấy là anh nhận này báo cáo cho đi được rồi em nhận rồi cái nào chưa uống rồi thế chú Quyền uống có phải chưa chưa đấy ui giỏi ơi này cả nhà này đấy bác cả đấy kia bác rồi chiều được rồi mỗi người tính đấy. Chú có tình thứ gì như mình đâu đấy được sợ bác phản cho mình sợ ông anh thế mới đẻo đấy bác phản bác đang nói công kích thế chào cả nhà nhá. Đấy hôm nọ cũng rủ thôi mình thôi từ từ đã. Ừ, đấy. Quá nhỉ anh nhỉ. Cả nhà ơi. Hello cả nhà nhá. Hôm nay mát giờ nhà anh em mình làm. Cả nhà ơi, hôm nay là mình vỡ được bộ này đỉnh chưa? Tuyệt vời chưa? Đặc sệt nhỉ. Lâu lắm rồi hôm nay lại vỡ được em siêu người mẫu này. Mà sao cứ anh cứ vỡ đấy. Cứ vỡ được cái bộ này là lại có em nhỉ? Thế mà ra chậm đấy mà bà ta thấy mày lấy từng này đã là nhiều lắm rồi để cho con mụ danh con nó lấy một nửa mới đâu. Chính chỗ này em chỗ này là em... mình lấy chỗ này là hơn 1 cân 2 bà lấy mình 300k em không duyên với cái loại này này. Thế vừa đi làm mẹ à? Mà nó ngủ đã ngủ ta thấy gọi cho tên làm mẹ. Cả nhà đấy, cũng chuyển chuyển nhiều hôm nay lại đặc biệt chứ cả nhà lại nông nội tiết canh. Đây. Bảo bà ra lấy cái mình hôm nay ra lấy cho mình cả súp về luôn mình đỡ phải ra chợ ra làm mưa cứ 4 giờ sáng là gọi điện là chết rồi em cứ sáng nghe tiếng kêu cung cấp em xuống rồi gần cân cả nhà này mình đứng em không có chân ăn mình lấy từng này đã quá nhiều rồi chín một nửa rồi hôm nay ra mình thấy còn nhiều đấy hôm nay kiếm được vài chân ăn rồi bảo là tao thấy mày không ăn quá nhiều để cho người khác thế này đúng rồi hai người đấy là xong cái con mụ đấy là ăn ké ngon quá quá xịn nhỉ. Ông em là vừa đi làm đêm mà lên giường ấy nằm bác Biển phải gọi là sống luôn nó ngay có em người mẫu đẹp. Và mình cứ gọi là người mẫu đẹp. Đây, lại xương xẻ giường vách ngăn để quên cái rẻ sườn đấy sụn đấy, băm. Hôm nay mình anh em mình lại đánh tiết canh nhá. Đấy lại đánh một dàn tiết canh. Ăn nóng lợn phải có tiết canh rồi. Rắn như kẹo cao su cái chú Xuân chú nhận trách nhiệm là tí chú nộp lại cái này. Còn là mình mới quyền lấy tiết canh. Có phải không thằng em? Hello, chào mọi nhà yêu nha. Nói chuyện mới ngay ngủ và mới đi làm về nghe khàn tiếng. Nhập quá. Đây này. Thôi, hôm nay mình vớt cái này ra. Thế là chú Quyền bầm mình đánh cái canh. Còn đây là chú Xuân có trách nhiệm làm cái này. Đấy, mới nghe làm cho nhanh. Thôi còn một mình anh làm luôn quanh. Còn hôm nay mình lại đánh gừng này. 1, 2, 3. Teng, teng. Đấy. Mua cái bát đại này. Khiếp không? Ngâm gừng trước cả nhà để cho nó phai nước cốt ăn cho nó lành dạ ăn tiết canh này đấy cái cách làm của mình đấy còn nhiều người thì bảo là ăn không ngon đấy là quan niệm của mỗi người còn của mình thì là hôm ăn dổi hôm ăn hạt gừng à, quên hạt dổi hôm ăn gừng ăn rất lành dạ đối với mình cái kinh nghiệm của mình ăn đấy còn này tiết ôi quên hết băm thôi. Với cả nhà mình cho bánh một dàn ăn bát nước sôi là mình cũng tráng hết cả nhà nhé tráng hết bát mình sẽ tráng hết lượt bát bánh một dàn này luôn đấy, ai ăn cũng bao nhiêu thì ăn mà chắc chắn là sẽ hết rồi mỗi người tính vào có 2 bát con này tí nữa cái đủ chân nữa là đủ 6 người ăn 13 đĩa mình đã tráng xong rồi bây giờ băm bổ nhá mình sẽ cho bắt đầu vào đây nhé 2, 4, 6, 8, 10, 12 bát có những 12 bát ăn cơm này 6 người ăn tí kiến một chân nữa là tròn 6 người ăn 6 chân bổ nhá cả nhà nhá đang băm sụn tiết canh này đấy giờ là tiết canh của mình đánh vui rủ cả nhà này đấy chú Sơn bỏ tay à ông ơi cái này xứng đời tá điển chưa đấy, hôm nay là lâu lắm hôm nay là được bộ bố mình sẽ đánh ô xong nó màn hình nó mờ đấy à bây giờ được à mình sẽ đánh 12 bát nhé cả nhà nhé à, nước gừng của mình đây
tranh thủ không ai nhìn. Cái gì? Không ai nhìn đâu. cái tật ăn cứ toàn mò móc như thế. Như đợt trước cả nhà mình chia sẻ một lòng non mình hơi ngon, hai thằng này nó người thấy ở dưới đây mình, lúc mình xuống nó chơi hết nửa lon rồi. Đúng rồi. Giờ là to lo nhà bếp. Chịu người. Căng re. Rắn như nó có xu cả nhà. Tưng từ đây gọi là siêu người mẫu. Mấy cả nhà mình sẽ bánh một dàn này. Múc vào đây. Nhà có điều kiện. 3 4 bốn lượng đơn kiện đến nước gừng cả nhà. Có đỉnh. Quá chuẩn. Lâu rồi đấy, hôm nay là vỡ được đấy. Từ đầu năm giờ đấy, vỡ được ra. Mình vào thế đâu hết rồi. Và con mũi ra ra thế mà lấy từ này ra quá nhiều rồi. Thế đấy, mất, sẵn mất. Cái này hơn cân đấy, 1 cân 2 và thôi từ lấy 300. Mình và họ đấy, 300. Tôi còn chưa tính cái tiền xương sườn này, bán lên lấy hộ cái sụn nợ này nữa. Dạ. Thế là cũng còn cái rẻ. Thời Covid thì là cái ăn ship mình. Đấy, cả nhà mình đánh 1-1 nhá. Quay cho đỡ mất thời gian này, còn cả nhà nhìn cái đĩa lòng khiếp không? Tuyệt vời. Thế nào? Mình chỉ thích thôi, không cần ăn được chỉ để ngắm được cả nhà. Nạ đời chứ. Thế là mình mọi hôm thì mình lấy từng ngày là đủ cả nhà. Hôm nay được cả bộ luôn, già chất nguyên lòng già không. Lòng non đấy, con nhỏ nên nó lấy mất một nửa rồi. Đấy cả nhà, hôm nay mình chia sẻ nhá. Lòng siêu người mẫu này, có những tiết canh mùa già này. Đấy, và hôm nay cả nhà biết cái gì không? Bật mí cả nhà nhìn trong cái mâm mình có vấn đề gì là nạ nha. Mình không nói, bạn nào biết thì comment để lại dưới nha. Ở trong cái mâm này hôm nay có cái gì nạ nữa không? Nha. Cái này là dỡ núi à? Đào chân đấy nhỉ? Đào chân đấy. Mời cả nhà ăn với anh em mình bữa sáng ngon lành. Đấy kiếp. Ô. Đấy cả nhà thấy không? Nòng non người gọi là siêu người mẫu, cái là các bố ăn chẳng thấy chạm chén cả, chẳng thấy mời ai cả. Đó làm cái đi nha. Các bác ơi, các chú đâu? Đấy, cứ nòng ngon quá là thế. Nòng ngon thì ăn nòng chứ. Mời cả nhà nhá. Hôm nay lâu lắm rồi bà họ này gọi ra từ 4 giờ sáng là căng lắm rồi. Chú Xuân chú xếp cái đĩa lòng sợ rồi cả nhà. Cá bộ nó đều thế này. Cả nhà nhá. Cá bộ luôn. Thế là cái con bé đấy nó vào, thế là thôi ta thấy nó chộp để cho nó một nửa. Sao con nào mình như này thì cũng hay là lòng nó là sao? Keng cái nhỉ? Ôi được cái bộ lòng ngon quá cả nhà, lâu lắm rồi hôm nay này, ngon hơn nữa. Hello mời cả nhà nhá. Anh em này. Bước vác đấy. Ôi nhấm mạnh cho bạn uống thế rồi về, vừa đi làm về uống thế rồi còn về ngủ. Cái gì? Rót rượu à? Rót rượu rồi múc thế được, tại cái tinh đấy. Kiểu là nười rót này, tính bài này bài người. Có cái ca rượu đến để đá đâu. Thôi. Ở chú Tôn này cứ cho chú Tôn cho mẹ ra bát đi. Cho bát đi. Vục à? Ngon. Cho ra bát đấy, vục đấy, đấy gọi là cái bài đấy gọi là bài người rót. Cho đấy vục cho nhanh. Nhón này có bố bốc bác mạnh lên. Không hôm nay mà mình mà cả bộ người ta vẫn lấy hết. Đấy. Sau này đúng gọi đầu bếp hại thì tắt nguồn. Vừa thay số hôm xưa gọi hôm nay lại tắt nguồn. Sau này đúng là rau nhà đấy nhỉ. Chắc còn là tầm này là rau hoa. Bộ nó rau hoa đấy. Bộ nó nhiều lắm. Cái này nó làm là 2 lớp. Nhưng mà cái này vẫn chưa được xe điếu đúng không? Xe điếu 100% cái đỉnh. Con lợn này nó cơ bản là trâu này nó đéo nhập đi được nên mới đến lượt mình ngủ dậy đấy. Cứ miếng đấy đi. Bạn này nó nhập được anh em mình đến còn lâu mới đến lượt.
bít thủ nhau không đập được thì nó còn đúng là giòn như ngọn rau muống nhỉ, nhưng mà phải nói là nó chặt ăn nó ngon. Chấm với này mới mắc khén. Nặng này các anh em nên lưu ý vào. Ừ. Ừ. Nhớ mãi. Thế à? Ừ. Ngon. Đúng rồi, nhai 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 nó giòn. Cả nhà mình chia sẻ này. Tiết canh này, đấy, nạc có. Đây, bảo các ngương mặt này bảo Giang nạc toàn nắc đầu hết này. Nạc có chứ bảo Giang không Giang này. Cho nên món ăn nó cổ thế thì người mới là người ăn người. Rượu tác càng còn. Rau nhà trồng cố hoa nữa anh mà cũng khớp cũng ngon. Linh ơi, đi ăn này cho bạn. Rau sạch không gặp trời mưa. Đấy, rồi. Các bác, các chú, các cậu thế. Cái được bộ lọc non ăn cái hai háu với nhau. Quên còn không xào cả nhà, còn không chạm chén. Còn móc liên tục. Anh xả. Cậu. Nhớ đời. Nhớ đời. Cơ bản là lâu rồi nó không được, chứ còn như ngày xưa thì nó lại. Ở bên nhà ấy, anh bán ấy. Em cứ ra tầm 6 giờ là cắt đúng quả nguyên đồng tầm có 20 cân thôi. Keng tướng mạnh lên này. Hết đây kìa. Mời cả nhà nhá. Ừ. Mời. Rồi. Nóng tay cái gì? Đừng có nâu ấy, nâu. Úi dồi ôi, mãi nóng non ngon có bốn cái gì hết sữa đâu. Quên hết cả tình cảm. Ăn hết. Nhắm nhắm nhà chứ không hết. Khổ thật, lâu lâu được bữa ngon anh em với ai nhau, quên hết cả cái đồ nghề. À, lại đẹp quá. Nào, mời anh em, mời cả nhà nhá. À, hết rồi ạ. Ôi trời ơi. Kẹp díp này, mời cả nhà nhá. Ly trắng trắng đấy. Thế hãm đi chú, múc vào hãm đi. Hết này, hôm nay được bộ lòng ngon anh em uống cho mát ra, thằng về ngủ là vừa. Các chú vừa đi làm ca đêm về cả nhà. Toàn đi công ty cũng tiếc ca đêm mà cái ngày khổ lắm. Ôi, bình xuân này hết là cứ phải hết này. Nhón đi các chú ơi. Các bác các chú nhón đi, bốc vác cho mạnh đi. Anh ơi em mời anh miếng này. Ừ đấy. Đâu. Mà cho cái gì vào đây đây? Củ tỏi. À củ tỏi đấy, ta phải tinh lắm, đừng có tưởng anh đang tác nghiệp mà chú không biết. Này nó nhét cả củ tỏi về, nhéo tỏi đây này. Ừ, cái rau răng cưa để tí nữa ăn với tiết canh. Răng cưa ăn tiết canh thơm. Cái này rau hoa, nhà đâu? Riêng với bắc cảng đấy. Ông riêng à? Ông riêng bắc cảng đấy. Tôi ông nhóm nó vừa rồi để làm cái đó. Ăn cái gì làm ăn liên tục rồi. Có mấy miếng ngon nhất thì. Còn anh em mình uống cái răng này. Anh em mình nó bột với cái đĩa đấy là ngon nhất, là nó cứ sói vào đấy. Nó dài. Nó dài nhất. Ngon nhất. Nó cứ tẩn. Đây là ngon nhất. Nhau. Ôi trời. Ngon làm miếng ngon. Cuối này ngon. Mượn với cả chia sẻ cả nhà đi. Không như nhau đấy. Nói đi. Chúng một đoạn bỏ trong nhà. Cũng phải có cái miếng thứ 1, cái miếng thứ 10. Ô quên không bắt cái chanh và cái mắc khén này này. Để ai bắt chấm mãi ăn. Bắt vào đây. Cho vào đây này. À thế thì cái canh có ăn là nó khô. Làm mãi ăn thì ai bắt. Mày uống. Trước khi đi thì em nó bảo rồi anh phải ăn nhiều. Đây cả nhà. Hạn chế ăn nhiều nó ra mà nó hạn chế. Cái đấy là nó phải ăn. Ăn nhiều nó ra. Hôm qua mưa hôm nay đấy. Hạn chế. Hai giờ mưa tôi đứng ngoài vậy. Đó phải ông. Ban này ban hoàng chú đánh bằng nòng non đấy cả nhà. Đúng cái lúc rông như vậy. Trời hẳn bằng nòng non Thái là đánh ăn. Từ khác người phết đấy, ăn cũng kiểu khác người. Ồ, ăn đồ ngu thế. Ở trên nàng nó đỡ, ở dưới kia nó còn ná chuối rồi ná chiếc con đầu ra. Nhà ba, nhà mình dùng đoán cũng dít chứ mà. Có co. Chặn chặn. Đúng lúc đấy thì mình chặn. Anh em có nói chuyện nhiều. Về dậy à? Là em. Về đông hôm nữa. Có nói chuyện nhiều mình bập. Bập cứ mãi chuyện là chú tận hết, đĩa nào cho chú tận hết. Đấy mới điền. Bập. Ôi, chú biết ngoài nhà rồi anh Tùn ngay. Ôi, hỏi thế. Thế mấy anh em mình làm cái mình ngay. Cuối cùng hai anh em nó mời riêng. Mẹ lo gì vậy? Nào ăn thế cho một mâm. Ừ. Úi dồi ôi, mát ruột này à. Không, cái đấy là cả nhà. Đấy là ý kiến là mình đánh chéo một tí cho anh em. Này đánh chéo à? Thế đánh dần. Anh em nhà mình cũng thiệt thòi nhỉ? Phải quật luôn. Cây này ra hoa này. Anh em hoa này thơm lắm tôi ạ. Ăn thơm quá anh ạ. Hả? Em cứ mới đầu tao nghĩ không ngon.
Cả cả nhà cái chia sẻ là cái hoa cái rau răng cưa ăn thơm mà, ăn rất giòn mà thơm nhé. Cái hoa chỗ hoa ăn nó rậm mồm hơn là cái lá của nó. Nhưng mà năm nào cũng ăn cấu hết một là cống đây. À đúng rồi. Nếu quyền hoài cái món này, nếu quyền ăn được kiểu này, nữa rồi. Ăn được cấu hết mẹ rồi để cắm mình, lại nuốt lại. Ngon, tao nó bắt lưỡi. Ấy kìa. Mời bác cả. Bác nha. Thằng cháu vừa mời ai đấy, nói to. Bác cả. Nhìn ông anh trai mình các bộ ria mấy bạn ở trông giống ông vua Cần Long cũng thật. Ông mà nuôi ria còn đẹp hơn nhiều, nó còn vén lên đấy. Nhưng đây ông lao động nặng đấy, người quê lao động nặng. Chào ông nuôi trông đúng ông vua Cần Long thật. Bộ ria xoáy ngược mấy bạn vào câu chuyện đúng thật. Cái chầu năm kia kìa bố để nó nhà trong vén. Ừ. Vén là bố bút được cái gì. Đúng rồi. Ừ đã vén. Đấy bây giờ đấy. Nghe anh em mình toàn ria ra lao động cơ đen rồi. Chống cũ người rồi. Không 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 phải là căn bản khác chịu hoa tiền to đấy. Để thôi thì như anh thì có mà mặc tù nu mê thì này coi. Anh mà để riêng cái ngày xưa anh thời thanh niên để nó đẹp cực kỳ vén như vậy như kiểu dâu ba thước riêng ai của anh vén riêng nó cao này mà xoáy ngược lên mà chịu quá lại nói cho anh giống cái keo là không mình ngày xưa mình thời thanh niên để anh kiếp này bộ riêng vén này trông kiếp người mời cả nhà nhá. Cứ mở chuyện nó đang đâu nó ngon tiết đẹp. Cứ mở chuyện là cứ chạy thủ. Ăn thế, ăn hết phần người khác. Mời cả nhà này. Ôi rau răm đây mà. Đấy, đây, nụ mồm thì nói đấy, vợ dẫn đây đầy rau răm đây. Đấy, cả nhà này. Hắn ăn đâu mà, toàn cái rau răm cưa. Toàn rau răm cưa, nó có nói nẹm nó ăn đâu đấy cả nhà này. Rau răm cưa, cái rau thơm này, sâu siêu nó có rỗ này. Có khi hắn chui mình ý. Trông nhìn nhìn nó xấu rồi cả nhà. Đang chui mình. Không. Cái lòng nó ăn không cầm. Là miếng lòng già này, cứ lòng non hết hết lại vài cái xương. Ngon quá. Nó còn tiết cạnh đấy không ạ, không làm sao không phải đưa hết các mỡ mà tính hai bát ấy. Không không hết bỏ toàn với mấy ngăn xúc như thế. Ăn cái này mà nhà bắp biển thì gọi là mưa rào thì mấy tôn. Nhà chứ không cộng đâu. Chú Xuân. Chú Xuân chứ bảo là mồm nhai tai nghe. Mưa rào thì mấy tôn cả nhà nhá, mình chia sẻ ra hôm nay cái mâm tiết canh này ngoài cái tiết canh như nòng ra cả nhà xem có cái gì nạ cả nhà bình luận hộ mình comment để lại dưới nhá, mình chia sẻ đấy, còn là có tí bí mật bí đi đấy nhá, còn nó vẫn biết cả nhà đấy nhìn cái mâm của mình xem nó có cái gì nó thay đổi khác không ý thế. Nên là gọi trêu mình thì mình vẫn cho là mình ở bên đấy ý là lúc đi làm về. Dạ, biết ngay từ mời cả nhà. Bên tất cả là từ mình cắm tốt về rồi. Đóng đấy. Đông mặt tổ. Ôi. Rất nặng. Nặng nặng cái lực. Đóng hết rồi. Phải nhẹ nhõn không? Phương châm nhõn này còn ăn tới cành này. Phương châm hôm qua em về em đọc tỉnh. Tỉnh. Ôi thằng này đang ngồi mày được mặt trong rượu cho các bạn của mình à? Thằng này hôm nay lòng non ngon quá nó ngẩn ngơ ngẩn. Khổ quá, bắt cả của mình. Em mời bao miếng. Mời cái đấy. Ầm sữa quá. Thế thì bác thế hôm nay hai anh em nghỉ đây bác, đây chú mời anh lại mời chú để châm cho chú chén rượu mồm chú như này. Tình cảm anh em sống thế mới khoái. Anh em như mình nội ngoại khoái lắm cả nhà, hiếm cả nhà các bạn nào xem trong kênh của mình từ trước ấy. Từ trước này biết đấy. Em mời bác ăn, bác là mời em uống. Mình làm video mình chia sẻ rất nhiều là toàn người nhà nhà mình thôi, anh em con cháu trong nhà thôi, không ngoài ra không ai hết. Đấy là mình làm đấy, còn bên nội nhà mình còn không quay đấy, quay thì nhiều lắm. Chạy thủ mất hết. Cứ đi xỉa đấy. Cố được. Mày mở mở đây là bắt không ấy. À, được. Không. Được rồi. Quay. Chú Xuân đẳng cấp đấy nhỉ? Không. Đông đẳng cấp đấy. Thế từ chú Điều dưỡng là đỡ. Thì mời cả nhà nhá, đây là tiết canh của biểu ngọc bánh nhá. Thế nhưng mình là bát của mình được đánh đồng non. Đấy, nhìn các bạn nhìn nhá, nhìn xem nhá. Nhìn tinh đấy, không có mình lại ảo này. Không có nhìn vào bảo là mình ảo nhá. Không ai cũng ảo thuật đấy. Rồi, được chưa các bạn? Trong vòng 15 giây. Rồi, chuẩn okay. Rồi. Ok, mình sẽ mời các bạn một ly rượu. Rồi.
Uống hết đi rượu này mà mình sẽ dâng thức canh đến như kiểu là chị vàng này. Uống wow. Sạch bắn chắn. Chút kén này. Mời Hà Na. Vâng. Thì canh quá đông rồi. Bắt chanh bắt chiên. Cậu mà đánh thì lúc nào chả thế. Đấy cùng một cái tiết này đấy. Đó, kể cả chú Quyền chấp như chú Quỳ là chú Xuân, hiểu không? Đúng thật. Cùng một tiết đấy. Nhưng đánh như cái này gọi là thuộc lệ theo tay, do tay mà. Cũng như cao ấy, hãng thức canh 10 con thì chỉ được 6. Cực cực. Chú thì hãng 10 con được cả 10. Cứ cực cực này cả nhà. Cực cực mà thò cái đầu bạn này cái thế nào. Cực cực. Cực cực thế này, né đâu. Nhưng mà hình như tiết canh này cắt rau cùn nhỉ. Nó sọ sụn nhiều. Sụn nhiều. À, cả nhà xem tiết canh. Mời cả nhà. Bây giờ đến lượt em. Ừ. Ai giả đúng là Nguyễn có, Nguyễn Ngọc. Có cái tí giặc cửa là chú tận hết. Hoa lá cỏ cây. Hoa lá cỏ cây. Ui dồi. Sao thật nhỉ. Đấy. Đi mời về. Đen ái này. Thôi. Cái này gọi đi mời. Bán cái canh mà đen đi ông ơi. Ông chút đấy ông ăn bao nhiêu nòng nọ ông chả đứng trên kẹm gì. Các bác các chú mà không để ý ông Quyền này. Ui dồi. Nếu có sẵn. Ngô cái cây mình làm được cho bác Ngô Quyền. À đúng sợ người. Thực ra ăn đấy nó mới khỏe, mới sướng cả nhà. Ăn uống nó phải hoang dã, phải ăn nhìn nó khoái, nó ngon. Hết thì chú Xuân nhỉ? Hay như nào? Vâng, hết rồi. Hết rồi anh đi. Hết rồi anh rồi. Ủa tôi chưa đi. Đi 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 đi. Đi đi đi. Tôi tới cái canh được trong này. Tôi chặn nó mà chặn chén mà ai làm thế? Tôi đi. Bỏ luôn. Em muốn miếng này thôi. Rồi. Uống cái mồm nó đùa anh một kiểu mẹ. Đang ngon thì không phải uống luôn này. Bỏ xuống à. Vớ vẩn gì luôn. Bỏ đi. Anh hoắt cái đầu rồi ấy, hoắt cái đầu cho hạ rồi. Anh uống rồi anh mới được ăn gì. Uống nào được cả nhà. Đây nhìn anh Tôn này uống mới được ăn này. Có đi luôn. Đấy nó phải thế. Đấy này, anh mời cái nhà. Em cứ cốc 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 đấy. Cốc cốc cốc. Ừ. Đấy, ăn nó thế. Uống nghe một chiếc phá một bát cái canh phá trước là phải là khai vị chứ đây chúng chơi mẹ trốn một chén rồi đấy. Lần sau ấy. Lần sau nếu khai vị cái canh ai không báo cáo là phải cho bác cũng nhỉ. Ừ đấy. Chú Xuân nói lại thế nào? Đấy, nó vào quy củ rồi. Cái canh này. Ừ. Ai không báo cáo là phải bạc không? Đấy. Đấy cả nhà nghe chú em mình đang muốn là phải ra quy ước ra, ra quy ước mới. Không đúng đâu. Thật. Là phải. Ôi giời. Mình nói nó để gọi tai nó là cái sấn thế này này. Cái sấn liên tục. Thế cái gì thế? Ôi giời nó thiệt mẹ. Đây bán chưa? Đây, để cái bát ở đây, chú nó đã đổ. Liên tục. Uống thì cho cả nhà xin cái bát. Uống thì ít ăn liên tục cho là bảo là vợ bảo ăn thông răng. Thật vợ bảo ăn thông răng toàn suy dạy mình. Nó suy dạy mình. Bảo ăn toàn ăn ăn cái trâu này. Bảo ăn thằng cưa. Cưa. Trâu răng vẫn còn đây. Ăn uống nó toàn suy dạy mình. Thế thì anh em mình cứ rượu vào bớ cái này chả hiểu gì. Chả hiểu gì mà. Khổ thật. Cái gì hết. Thua chú Quyền hết. Thua hết. Kêu nhà em đi ra bác uống rượu là cứ bảo ăn xong xong thần liệt vào. Ừ, nó xui mình đấy, nó không ăn đâu. Mình không ăn rong răm, mình ăn rong tí tô. Rong tí tô là tốt lắm các bạn. Rong cưa. Ô, cái gì vậy? Rong cưa. Ôi, ôi. Lần sau chú Xuân phải xử lý thêm một bộ. Uống nước này đi. Uống nước này. Không. Đấy, bán chứ. Này, bán chứ, thà. Từ từ đã, quá. Ui dồi ôi ôi giời. Đấy. Đây của ông đây. Đấy, tiên gì. Đầu không có tình nghĩa gì hết. Rồi qua cái cảnh nó lấy đúng cái sắt làm đôi thì nó đút đồng một. Kiếp người. Đồng này. Tiếp này đẳng cấp đấy. Đồng. Ngon. Ngon không? Ăn cái tí canh nhập quá. Ngon. Măng mỡ muối tẩn mạnh nào. Còn còn đâu mới nói. Nghe quyền làm sao biết được. Nát mắt. Ôi trời ơi. Đấy. Nó đùa. Đùa chú Tôn nhỉ. Đúng là nó đi làm để ăn nó vẫn khác mình. Em mở ba lô. Đúng không nên nào. Nghe mình bài ăn quá quên. Mình nói với mời cả nhà đấy, chị ông.
Cái cành cái sắn này hai miếng hết một bát này nậy hồi. Nhanh nhanh bắt tay gái ăn cái cành của mày như thế. Sao lại hãm nó còn không hãm rồi. Nào, thôi. Chúc mừng gái bắt cái cành. Thế là bác của đã ăn. Ăn ăn cái cành mới lại mà bắt khẽ. Nốt lần sau thôi, nốt lần này lần sau ngồi ăn chứ cái mẹ mà không nói năng gì để tiêu hồn. Ừ đấy, vừa mà cả mọi người. Thôi, nốt lần này. À nốt lần này. À đây. Đây à. Ờ sao rồi? Sao mà nó nặng im hẳn này. Tình nghĩa đôi mình chỉ đến đây thôi luôn. Cả nhà này anh em mình nạc có đấy, bọc nạc 2-3 cân nạc ấy, bỏ ra đấy, thằng nào cũng nắc đầu cũng ra. Nhưng mà toàn người người. Tối đã nổ đúng tiếng Việt Nam đúng rồi, người nào động, chỉ ăn thế thôi. Nào bình thường là cho mà thấm nước đúng không? Nó là đông người là có món khẩu khẩu này không có gì đúng không? Khẩu khẩu đấy hết à? Hết. Thế còn 2 miếng thôi. Để bác cả miếng uống rượu. Chú ăn đi. Không, em mời bác uống hết rượu em mời. Cặp bình xưa này, gọi bình xưa để kéo mồm nhá mày. Người nữa mà. Chú bác cái đấy nha. Anh em thì ăn uống giống như kiểu là hài hước nó vui thôi chứ không là ý tứ gì đâu cả nhà. Còn là vui hài hước. Rồi, còn mới là thằng em anh tôi. Đấy. Là em anh tôi. Đấy. Mới nhận ra anh em. Tình nghĩa đôi mình có thế thôi sao không bao giờ mới nhận ra anh em này. Lần phát gì à? À! Cá mài đấy. Nhà tao với Tuấn bỏ đấy tao riêng với cả nhà nha. Uống riêng với thằng cò cháu này ngái này, nó mát mẹ thằng người. Tức cuối à? Thế này. 150, cho mày đọc. Tao già lắm theo mày. Kem. Nhưng mà con này được tháng. Mình 2 tháng. Nhầm ngày nhầm tháng. Ô tỏi đâu bác phở đâu? Tôi ăn rồi, ăn cảm ơn. Nếu mà đúng cái thì mình không phải. Bây giờ mình xin phép phá mắt cái cành nhá. Xin phép cả nhà nhá. Nếu có ai có nhu cầu gì riêng. Thôi không yêu chú này nhiệt tình về món này rồi. Nhiệt tình. Có mỗi chú. Có muốn chút quyền đâu? Bác Việt có nhu cầu không? Thôi anh vừa nhu cầu còn vừa anh tận hai cứ xin phép cả nhà vừa mình cũng tận hai bát xoài cũng xong rồi. Mình là không ăn rau ra cơm như Lê Quyền. Lê Quyền nói dối là ăn rau răm. Nửa anh mình. Nói là lừa mình. Nửa mình. Thế nên mình là ăn bằng măng ớt. Em mời ở nhà nha. Không nhận thì chúng ta gần bác Việt nó cái chồng trên cảm nó ná nó sâu vào ăn. Nói cái gì nó to to đàn ông là nhai nó nổ nó tiếng to đây nè. Nó có thêm cái nhai cái sự cảm nghĩ đấy tí cái nòng. Dỗ cá dỗ là bác Việt bác cái chồng. Ông trên đây ta tưới đầy thuốc sâu vào đấy, ta bôi đầy thuốc sâu như thế. Thuốc sâu nhà em nó bảo rồi. Anh đây làm nước. Đấy. À đấy. Chính tao là không lừa được bọn này. Ngon cái nhà này. Bôi thuốc sâu nhiều vào nó cũng bổ thuốc sâu nó cũng ăn được. Chú Xuân bảo ai ăn cái cành là báo cáo chú cầu để đấy. Đấy, anh em nhà mày báo cáo cho đi. Được rồi, em nhận rồi. Chết mày nhá. Anh em mình sẽ chết này. Đó. Cái này, cái cành. À, quá này. Á này. Cháu mình cứ móc cái này. Mang ngon. Ui giời. Chanh đây vô. Không. Đây. Bắt được nhiều đấy không? Chanh. Không. Tí ngon. Ui giời. Có gì. Chủ nhật hôm nay, chủ nhật. Uống có bao cái nào chưa? Uống rồi. Uống rồi. Thế chú Quyền uống có bao chưa? Chưa. Đấy. Ui giời ơi. Này cả nhà này. Đấy, bác cả đấy kia bác còn chiều được. Mỗi người tính đấy. Chú có tình thứ gì với mình đâu. Đấy, được. Sợ bác phản cho mình. Sợ ông anh thế mới đẻo này đấy. Bác phản bác đang nói công kích thế. Bác nói câu này rất đẹp, rất nhiều bác. Quá chuẩn. Thế thì cầm chén đi chạy mang lên là vui. Sợ bác cả. Đâu bác người phụ nữ có tình thứ gì mình mới biết được. Bạn nói đi, chạm đi, số mạnh nhiều tính tới thì mới có. Bác hỏi bác đã cùng. Nãy này ý kiến của chú thế nào? Không phải là bây giờ đây là ý ý của bác sao? Anh nói đấy nó không phải là nói với chú cưỡng ép hay là như thế nào? Không, như thế thôi. Cảm lúc này thôi thì cảm hết thôi. Điều này là tự do tín ngưỡng rồi. Cái câu tự do tín ngưỡng hay là được. Hay lắm. Ăn uống tự do tín ngưỡng. Xin phép qua nhà nhé, chỗ này hay đấy. Bác bảo nó từ giờ đến giờ. Bác bảo vì bác nói nhắc thế là để bác say là không được. Bác uống đi thế là còn cơ bản là chú cắm đầu trong ngủ hôm nay có cái mồi ngon là chú phá hết. Bác cái cành một quá. Mày ăn không? Mày ăn. Cân bản Lê Quyền là mày ăn. Mà
Ôi, cả nhà mình cũng cũng xin chia sẻ video hôm nay là mình hôm nay được cái bộ lòng quá ngon luôn, gọi là mình ở quê mình cứ anh em mình cứ gọi là trêu nhau gọi là lòng gọi là siêu mẫu. Đấy, thì video nó có thể lượng cả nhà xem thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, hẹn cả nhà tiếp sau. Yêu cả nhà rất nhiều. Chào các anh em. Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà rất nhiều. Hẹn tiếp sau.